Thưa quý vị và các bạn thân mến, vụ đồng tâm, Facebook lên tiếng, EU kêu gọi Việt Nam điều tra độc lập. Phát ngôn viên của Facebook mới lên tiếng với chúng tôi sau khi có tin Bộ Thông tin và Truyền thông tuyên bố không còn kiên nhẫn với mạng xã hội lớn nhất thế giới về vụ đồng tâm trong bối cảnh Liên minh châu Âu EU tuyên bố sẵn sàng giúp đỡ Việt Nam điều tra độc lập và minh bạch. Người phát ngôn của mạng xã hội lớn nhất thế giới nói rằng người dân lên Facebook để thảo luận về những sự kiện quan trọng xảy ra và tình hình ở Đồng Tâm không phải là trường hợp ngoại lệ. Các tiêu chuẩn cộng đồng của chúng tôi có mục đích bảo đảm rằng người dân có các cuộc thảo luận như vậy một cách an toàn và chúng tôi nỗ lực hết sức để thực thi các chính sách này một cách công bằng và nhất quán. Theo các tiêu chuẩn cộng đồng này, chúng tôi không cho phép bất kỳ ai kêu gọi kích động hoặc đe dọa bạo lực trên Facebook, cũng như không cho phép tổ chức hoạt động tội phạm, cũng như sẽ gỡ bỏ các nội dung như thế khi nắm được thông tin, một phát ngôn viên của Facebook nói với chúng tôi. Chúng tôi đang theo dõi sát tình hình ở Đồng Tâm và sẽ tiếp tục gỡ bỏ tất cả các thông tin nào vi phạm các tiêu chuẩn cộng đồng nhằm giữ cho cộng đồng an toàn. Mạng xã hội với hơn 2 tỷ người sử dụng lần đầu tiên lên tiếng như vậy sau khi báo chí trong nước dẫn lời đại diện của Bộ Thông tin và Truyền thông nói rằng một số đối tượng đã lợi dụng đưa thông tin sai sự thật, thông tin bóp méo nhằm kích động người dân hiểu sai về vụ việc gây hoang mang dư luận. Thông tin kích động chống đối chính quyền trên các nền tảng xuyên biên giới như Facebook. Nhưng Facebook lại phản ứng rất chậm, quan liêu và làm theo ý của mình. Tờ Hà Nội mới trích lời một đại diện của bộ này nói rằng có những video livestream phát trực tiếp dài đến vài tiếng đồng hồ kêu gọi bạo lực, nhưng Facebook vẫn làm theo quy định cũ là dịch toàn bộ sang tiếng Anh, sau đó đưa đi thẩm định thường từ 2 đến 3 ngày. Tờ báo với cơ quan chủ quản là Thành ủy Hà Nội dẫn lời đơn vị quản lý thông tin và truyền thông của nhà nước tuyên bố với những vụ việc khẩn cấp nghiêm trọng như Đồng Tâm, việc vẫn áp dụng cách làm quan liêu là không phù hợp, góp phần dẫn đến hậu quả rất nghiêm trọng để các đối tượng xấu phát tán các thông tin sai sự thật kích động, khiến nhiều người hiểu sai. Một số trang tin tiếng Việt ở nước ngoài lợi dụng vụ việc để kích động bạo loạn. Vì vậy, đại diện Bộ Thông tin và Truyền thông đã trực tiếp gọi điện cho đại diện Facebook và tuyên bố đã đến lúc Việt Nam không còn kiên nhẫn với Facebook nếu Facebook tiếp tục không tuân thủ pháp luật Việt Nam như họ đã cam kết. Trong báo cáo có tên gọi Transparency, minh bạch, Facebook nói rằng mạng xã hội này phản hồi trước các yêu cầu về dữ liệu từ các chính phủ theo luật hiện hành và các điều khoản sử dụng dịch vụ của hãng. Nói thêm rằng mỗi một yêu cầu được xem xét về tính năng hợp pháp và Facebook có thể từ chối hoặc đề nghị cụ thể hơn với các yêu cầu còn quá mơ hồ. Mạng xã hội này từng cho hay đã nhận được các yêu cầu của Bộ Thông tin và Truyền thông cũng như Bộ Công an Việt Nam theo Điều 5 của Nghị định 72 về quản lý, cung cấp và sử dụng dịch vụ Internet có hiệu lực từ năm 2013. Theo tìm hiểu của chúng tôi, điều luật này có nêu ra nhiều hành vi bị cấm như lợi dụng việc cung cấp sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng để chống lại nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam hay đưa thông tin xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của tổ chức, danh dự và nhân phẩm của cá nhân. Hiện chưa rõ phía Việt Nam có sử dụng luật an ninh mạng vốn có hiệu lực từ đầu năm ngoái khi đưa ra các yêu cầu về gỡ bỏ hoặc chặn nội dung với Facebook hay không. Theo điều luật gây tranh cãi này, các công ty nước ngoài cung cấp dịch vụ trên mạng Internet có trách nhiệm ngăn chặn việc chia sẻ thông tin, xóa bỏ thông tin chậm nhất là 24 giờ kể từ thời điểm có yêu cầu của lực lượng chuyên trách về bảo vệ an ninh thuộc mạng, an ninh mạng thuộc Bộ Công an hoặc cơ quan có thẩm quyền của Bộ Thông tin và Truyền thông của Việt Nam. Trang về tiêu đề cộng đồng của Facebook có đoạn viết bằng tiếng Việt: chúng tôi muốn mọi người được tự do bàn luận về những vấn đề quan trọng với họ, kể cả khi ai đó có thể không đồng ý hoặc phản đối họ. Trong một số trường hợp, chúng tôi vẫn cho phép nội dung vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng của mình, nếu đó là nội dung đáng đưa tin và vì lợi ích cộng đồng. Chúng tôi chỉ làm điều này sau khi cân nhắc giá trị về lợi ích cộng đồng so với nguy cơ gây hại,
đồng thời tham khảo các tiêu chuẩn quốc tế về nhân quyền để đưa ra quyết định. Nhà hoạt động Trịnh Bá Phương hôm 12 tháng 1 đăng tải một hình ảnh trên Facebook cá nhân cho thấy một thông báo của mạng xã hội này gửi cho anh liên quan tới vụ Đồng Tâm. Trong đó có đoạn: "Do các giới hạn pháp lý tại địa phương, chúng tôi đã hạn chế quyền truy cập vào video của bạn tại Việt Nam." Anh Phương cũng đồng thời kêu gọi bạn bè và người theo dõi Facebook của mình sao chép và truyền đi các bằng chứng về điều anh nói là tội ác quân cộng sản thảm sát Đồng Tâm. Trong khi đó, Bộ Công an Việt Nam ra tuyên bố nói rằng một số đối tượng có hành vi chống đối sử dụng lựu đạn, bom xăng, dao phóng tấn công lực lượng chức năng chống người thi hành công vụ, gây rối trật tự công cộng. Mới đây, Tổ chức Ân xá Quốc tế ra tuyên bố nói rằng sau vụ đối đầu ở Đồng Tâm là 4 người chết, nhân quyền cộng sản Việt Nam gia tăng đàn áp trên cả nước với vụ bắt giữ kiểm duyệt rộng khắp trên mạng xã hội. Hà Nội chưa phản hồi trước các cáo buộc của tổ chức thúc đẩy nhân quyền về vụ việc gây tranh cãi và chia rẽ lớn về quan điểm trên mạng. Trong một diễn biến liên quan, đại sứ Giorgio Alibati, trưởng phái đoàn Liên minh châu Âu ở Việt Nam hôm 21 tháng 1 đã gặp Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Việt Nam Bùi Thanh Sơn và nhắc lại mối quan ngại sâu sắc của EU về sự kiện diễn ra ở Đồng Tâm và việc sử dụng bạo lực với bất kỳ hình thức nào. EU lấy làm tiếc về sự thương vong xảy ra trong cuộc đụng độ giữa lực lượng an ninh và người dân và yêu cầu tính minh bạch đầy đủ của việc đánh giá nguyên nhân và bối cảnh của sự việc. EU sẽ tiếp tục theo sát tình hình và sẵn sàng giúp đỡ nhà cầm quyền Việt Nam trong quá trình điều tra độc lập và minh bạch. Thông cáo của EU có đoạn nêu trên. Có 1001 cách để tháo gỡ ngòi nổ Đồng Tâm trong tình tự đồng bào, nhưng họ đã chọn vũ khí để trấn áp. Tại sao những kẻ chủ mưu không nghĩ rằng sau cú hạ sát một cụ già 84 tuổi được coi là thủ lĩnh tinh thần, con người ấy từ nay sẽ bất tử trong ký ức hàng triệu trái tim người Việt Nam? Nông dân Lê Đình Kình vụt trở thành biểu tượng chống áp bức bất công, một nhân vật bi tráng của lịch sử, một hình tượng lộng lẫy và vô cùng hấp dẫn. Từ thời gian cho đến lựa chọn địa điểm để tấn công, từ dàn binh bố trận cho đến tung tin giả để lừa gạt dư luận. Tất cả là những toan tính nhằm nghiền nát đối tượng trong khoảnh khắc. Nhưng trận mạc trong thực địa khác xa với cuộc diễn tập vừa mới diễn ra mấy ngày trước đó trên đường phố Sài Gòn để cho lãnh đạo thưởng lãm. Đây là trận bố giáp vào ban đêm chống lại người dân chứ không phải là cuộc chiến tranh nhân dân nhưng vẫn thường khoe mẽ. Chữ ngờ, to tướng và đắt giá làm sao. Hoan hô quân của Tô Lâm xông vào bốt giặc, tay cầm AK, diệt ngay một đảng viên già, bắt sống chú bé 3 tháng tuổi. Từ thôn Hoành, Đồng Giao đang lan ra khắp cả nước như thế. Triển khai hơn 3.000 quân, hoặc có thể còn nhiều hơn, để đột kích vào một thôn vỏn vẹn có 14 gia đình nông dân, có nguồn tin nâng số hộ cao hơn. Vậy mà tổn thất nhân mạng là 3/1. Sau phút khai hỏa đầu tiên, ta hy sinh 3 cảnh sát, bên địch một lão thành cách mạng gần 65 tuổi đảng bị diệt gọn, dù trên tay còn cầm quả lựu đạn. Theo nguồn tin từ hiện trường của công an, xin những linh hồn còn mất hãy tha thứ, khái quát vậy cũng chưa mô tả được hết chủ nghĩa anh hùng cách mạng của các lực lượng vũ trang mà luôn được xưng tụng trên truyền hình trung ương là đội quân. Khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng. Chỉ một ngày sau khi rơi xuống hố kỹ thuật, cùng một lúc cả ba đồng chí đã lập tức được thăng cấp bậc hàm vượt cấp, được Tổng Bí thư Chủ tịch nước truy tặng huân chương chiến công, đồng thời nhận cả bằng Tổ quốc ghi công. Mặc dù đến hôm nay sau hơn 10 ngày, chúng ta vẫn chưa biết một cách cụ thể hoàn cảnh hy sinh của cả ba cảnh sát. Nhân đây nhắc lại trường hợp của Đại tá Đặng Thính, chính ủy viên đoàn 559 và là đại biểu Quốc hội khóa 3 và 4, sau khi hy sinh anh dũng trên chiến trường nhưng vẫn không hề được thăng cấp bậc hàm vượt cấp nào. Trở lại với việc chết cháy của ba chiến sĩ công an nói trên là cả một câu chuyện phi logic. Nhưng với Ban Văn hóa Tư tưởng và Bộ Công an, đó chỉ là tiểu tiết.
Chuyện lớn là phải phát động ngay phong trào học tập và noi gương ba chiến sĩ vừa rơi xuống giếng ở Đồng Tâm. Nhà văn Ajit Nesin có đội mồ sống dậy chắc cũng không thể sáng tác nổi câu chuyện bi hài lẫn đẫm máu và nước mắt như sự việc xảy ra ở thôn Hoành, Đồng Tâm. Lịch sử cho thấy, phải sau 20 năm nội chiến từng ngày, nhưng cuộc nồi ra sáo thịt Bắc Nam trước đây hàng chục năm, một bộ phận nhân dân, dân chúng mới cảm nhận được nỗi đau và mất mát, cũng như sự bàng hoàng và phẫn nộ của chính họ. Sinh thời Võ Văn Kiệt là một trong những chính khách hiếm hoi cảm nhận được nỗi đau ấy. Ông từng chia sẻ, cuộc nội chiến ấy có hàng triệu người vui nhưng có hàng triệu người buồn. Vết thương ấy của dân tộc cần được chữa lành thay vì tiếp tục làm cho nó thêm rỉ máu. Với bố giáp Đồng Tâm, chỉ sau một đêm và sau cái đêm kinh hoàng ấy, hiện nay vẫn còn đang bị bồi tiếp một loạt các sự cố, sự kiện hậu Đồng Tâm khác nữa. Người dân từ Bắc chí Nam, nhất là tầng lớp dân oan, lại tấy thêm những vết thương rỉ máu mới. Đặc biệt khi công an ra ba phiên bản chính thức khác nhau trong vòng 5 ngày để thông tin về vụ đàn áp đẫm máu, đó là một thảm họa lớn về quan hệ công chúng và dẫn đến khủng hoảng lòng tin. Ông Lê Đình Kình với những vết thương trên người và căn phòng của ông sau vụ tấn công vào Đồng Tâm. Bởi những thôn Hoành, Thủ Thiêm, Dương Nội đâu phải là hiện tượng đơn nhất, nhưng người cầm đầu sau khi đi đêm với các nhóm lợi ích, nói là nhóm nhưng thật sự những tập đoàn lớn mà hơn nửa tá trong số ấy là tiền từ Trung Quốc, bắt đầu cảm nhận đất dưới chân họ đang rung chuyển. Họ run sợ trước một cuộc dân nổi cực can qua nên ra tay trước. Thất bại trong công khai mở các đặc khu cho tàu cộng, nay họ đang cố chui bằng được lên để phục vụ lợi ích tối cao của quốc gia, có đường biên giới chung với Việt Nam, khuất tất đến mức không dám công khai hai chữ Trung Quốc, gây phản cảm trong lòng đa số dân Việt. Tranh chấp đất ở Đồng Tâm là 27 hecta nhiều năm không ai quản lý, chứ không hề tranh chấp đất sân bay Miếu Môn. Một vị tướng công an không giấu quan điểm của mình: quân đội tranh chấp với dân, tại sao không để hai bên giải quyết với nhau? Để công an nhảy vào thì không còn là tranh chấp đơn thuần nữa. Nhìn khuôn mặt người cầm đầu Viettel tại giao ban báo chí cuối năm, một đồng nghiệp dỉ tai: sao hắn đằng đằng sát khí như một tên lính bôn bốt vậy nhỉ? Không rõ Đại tướng Tô Lâm đã báo cáo với Tổng chủ Nguyễn Phú Trọng như thế nào về tác động của vụ tấn công thôn Hoành đối với quốc tế. Chỉ biết mới đây trên trang Twitter của mình, nữ dân biểu người Bỉ Saskia Bridgman, Ủy ban Thương mại Quốc tế của Nghị viện châu Âu NITA đã dự báo rằng làm sao mà Nghị viện EU lại có thể thông qua Hiệp định Thương mại EU-Việt Nam trong tháng 2 với một quốc gia khủng bố và đàn áp chính người dân của mình như nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Bà Virginia Batu-Hellison, phát ngôn viên của EU về hệ đối ngoại và chính sách an ninh, nói rằng vào hôm 9 tháng 1, đúng ngày xảy ra vụ việc, Đại sứ Giorgio Alivati, trưởng phái đoàn EU tại Việt Nam, đã trực tiếp nêu vấn đề với ông Mai Tiến Dũng, chủ nhiệm văn phòng chính phủ, bày tỏ quan ngại về cách xử lý tình hình của lực lượng an ninh. Trong tuần qua, Thứ trưởng Ngoại giao Việt Nam Bùi Thanh Sơn vừa có chuyến thăm và làm việc tại Nghị viện châu Âu từ ngày 13 đến 16 tháng 1 để thúc giục Nghị viện châu Âu sớm thông qua Hiệp định EFTA. Chuyến đi chữa cháy của Bộ Ngoại giao sau vụ thảm sát do Bộ Công an gây ra vẫn chưa có kết quả rõ rệt. Tổ chức Ân xá Quốc tế hôm 17 tháng 1 cho biết quốc tế đang theo dõi sát sao chiến dịch đàn áp của Hà Nội trên phạm vi toàn quốc, được đánh dấu bằng các vụ bắt giữ và kiểm duyệt mạng xã hội rộng rãi khi họ cố gắng ngăn chặn các cuộc tranh luận công khai về vụ tranh chấp đất đai dẫn đến chết người tại Đồng Tâm. Mặc dù dầu bị các tổ chức Liên Hợp Quốc nhiều lần nhắc nhở, tình trạng vi phạm nhân quyền tại Việt Nam vẫn đáng báo động. Với vụ việc Đồng Tâm, nhà cầm quyền Cộng sản dường như muốn công khai thách thức cả cộng đồng quốc tế. Tuy nhiên, hai chiếc ghế của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc và ở Chủ tịch ASEAN năm nay của Việt Nam dường như bắt đầu run rẩy cùng với các phái bộ ngoại giao Hà Nội ở đấy. Với cuộc bố giáp chớp nhoáng tại thôn Hoành, phe củi, các quan chức cấp cao sắp bị thiêu đã
chơi được phe lò Nguyễn Phú Trọng và các cộng sự thân tín một trưởng để đời. Nhưng người tính không bằng trời tính, sau cái đêm hôm ấy, đêm gì bóng đá Việt Nam đang từ đỉnh cao chói lọi, một đội hình áp đảo tại Đông Nam Á bỗng nhiên rơi tự do về số 0. Phải chăng ông trời đã không để cho cả phe củi lẫn phe lò lợi dụng áp phê bóng đá để lấp liếm mọi oan khiên? Đốt lò để vớt vát chút niềm tin còn rơi rớt, nhưng rồi lại lấy nước mắt hờn căm của người dân rồi cho tắt ngấm cái lò ẩm ướt ấy. Đấy là Lú hay là Minh? Nhà văn Phạm Viết Đào nêu câu hỏi, trong khi người Việt giết người Việt thì ngay tại thời điểm ấy đã có tin tàu hải cảnh của Trung Quốc Hải Dương 35111 tiến về phía vùng biển Việt Nam. Câu trả lời và câu hỏi được báo chí về vấn đề này chiều 9 tháng 1, người phát ngôn Bộ Ngoại giao khẳng định chúng ta sẽ tiếp tục xác minh thông tin. Trong khi đó, giáp Tết rồi mà người dân Đồng Tâm vẫn trong không khí căng thẳng, bị triệu tập, bị trù dập, bị sách nhiễu và đe dọa. Liệu những đạo diễn của vụ Đồng Tâm còn định xoay vần vòng vòng oan trái, vòng tròn oan trái, oan nghiệt đến bao giờ trước khi họ chịu chấm dứt và không tiên liệu trước những hệ quả khôn lường mà dân tộc này sẽ phải gánh chịu? Chấn áp và chặn đứng tất cả những mầm mống phản kháng trong nhân dân để duy trì quyền lực của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhưng thực chất là duy trì quyền gia đình trị Nguyễn Xuân Phúc, Ngô Xuân Lịch và Tô Lâm. Địa điểm thôn Hoành, xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức, Hà Nội, tại sao lại là thôn Hoành? Bởi vì việc đánh tan tập thể của người dân Dương Nội đã xong. Dương Nội cũng là điển hình của một mô hình rất nhiều người dân đồng tình cùng đứng lên chống lại bọn cường quyền cướp đất. Nhưng Đồng Tâm về quy mô và sự đồng thuận của người dân đã nâng lên một tầng cao. Việc tổ chức của người dân thôn Hoành dưới sự dẫn dắt của nhóm đồng thuận rất bài bản và đầy đủ lý lẽ. Nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam rất lo sợ mô hình Đồng Tâm sẽ được nhân rộng trên khắp đất nước Việt Nam. Không may mắn, Đồng Xanh lại nằm trên đất của quân đội do Ngô Xuân Lịch làm bộ trưởng. Viettel là một công ty làm kinh doanh của quân đội nhưng thực chất là để làm giàu cho các quan chức. Việc đánh lận cướp đất Đồng Xanh cho mục đích quốc phòng dễ dàng lừa được một số đông người dân thiếu thông tin và sự thật. Sự kiện 38 lính cảnh sát cơ động bị giữ tại Đồng Tâm vào tháng 4 năm 2017 đã làm cho người đứng đầu Bộ Công an Tô Lâm nghẹn máu uất hận. Việc đánh úp dân Đồng Tâm rạng sáng ngày 9 tháng 1 năm 2020 chính là cú giành mặt của Tô Lâm với bất kỳ sự phản kháng nào đối với lực lượng vũ trang này. Cùng là tờ sớ của Tô Lâm dâng lên Nguyễn Phú Trọng rằng Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ được bảo toàn của thanh kiếm lực lượng vũ trang này dưới sự lãnh đạo tài tình của Tô Lâm. Đối tượng tập thể người dân thôn Hoành và người chủ chốt phải bị tiêu diệt bằng được là cụ Lê Đình Kinh, thủ lãnh tín nhiệm không chỉ người dân thôn Hoành mà còn cả của xã Đồng Tâm, cũng như biểu tượng tranh đấu đối với phần đông người dân chính nghĩa trên toàn đất nước Việt Nam, cũng như những người dân Việt tha hương yêu quê hương Việt Nam. Nếu Dương Nội có một người nông dân cấn thị thêu thì Đồng Tâm thủ lãnh lại là người của Đảng Cộng sản, cụ Lê Đình Kinh. Cụ Kinh bị Nguyễn Phú Trọng và dàn quan chức Cộng sản rất căm ghét, bởi trong mắt của bọn chúng, cụ Kinh như một tên phản tình. Cụ thách thức Cộng sản Việt Nam về tài nghệ thuyết phục lòng dân và tổ chức lãnh đạo nhân dân đoàn kết và đau đớn thay. Cụ lại lãnh đạo nhân dân vạch mặt bản chất cường quyền của chế độ Cộng sản Việt Nam và người đứng đầu là Nguyễn Phú Trọng. Khi xem các video của cụ Kinh khi nói về vụ tranh chấp Đồng Xanh và những lập luận về chính sách, khó ai có thể không thốt lên lời thán phục cụ Kinh về sự hiểu biết và cách lập luận của cụ. Đối nghịch lại, cứ mỗi phát ngôn của Nguyễn Phú Trọng làm cho dân mạng nổi sóng, làm sao mà không mất mặt một người đứng đầu đất nước cơ chứ? Phương pháp việc tổ chức đánh úp người dân Đồng Tâm ngay trong làng của họ đúng vào thời điểm 2 đến 4 giờ sáng, lúc con người đang chìm sâu vào giấc ngủ sâu nhất, đó là sự dã thú và man rợ. Kịch bản lặp lại của bộ đôi Nguyễn Phú Trọng và Tô Lâm trong việc tổ chức bắt cóc Trịnh Xuân Thanh khi Trịnh Xuân Thanh đang đi dạo ngay trên đất nước Đức, bất chấp luật pháp quốc tế và xâm phạm chủ quyền an ninh quốc gia của nước Đức.
Thời điểm này là cực kỳ quan trọng khi mâm cỗ tổ chức nhân sự trung ương đã đến hồi ngã ngũ. Kết quả đã nghiêng về ba cái tên Nguyễn Xuân Phúc, Tô Lâm và Ngô Xuân Lịch. Vấn đề phải có cú áp phe lập công dâng vua không ngay. Giáo sư ngành xây dựng đảng Nguyễn Phú Trọng để hạ cú chốt chắc chắn. Kịch bản đánh úp dân đồng tâm phải thực hiện ngay và chiến thắng phải giòn giã. Vụ tập kích của an ninh Việt Nam vào đồng tâm ngoại thành Hà Nội khiến cụ già 84 tuổi và ba sĩ quan công an thiệt mạng, gây chấn động các mạng xã hội. Trong lúc chính quyền bưng bít thông tin, nhiều người tiếp tục tìm hiểu lý do dẫn đến cuộc can thiệp thảm khốc này. Tổng thống Mỹ rút đe dọa hủy diệt nhiều công trình văn hóa của Iran sau khi UNESCO lên án. Đài Loan đứng đầu châu Á về tỷ lệ nữ dân biểu trong Quốc hội. Trên đây là chủ đề chính tạp chí Thế giới đó đây tuần này. Hơn một tuần sau vụ can thiệp của an ninh Việt Nam tại thôn Hoành, xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức, ngày 9 tháng 1 năm 2020, công luận vẫn chưa thôi bàng hoàng về một biến cố chưa từng có ở Việt Nam. Truyền hình nhà nước phổ biến đoạn phim vào giữa thời điểm gần sáng, lúc nửa đêm, cảnh sát cơ động đã xả súng dữ dội vào một ngôi làng dân bình thường ở Đồng Tâm, như thể tấn công vào một hang ổ mafia. Một ngày sau, công an trả lại xác của người thủ lĩnh tinh thần cuộc đấu tranh giữ đất Đồng Tâm, ông Lê Đình Kình, 84 tuổi, với nhiều vết đạn. Thi thể bị mổ phanh. Hàng chục người dân bị bắt giữ, bị khởi tố về tội danh chống người thi hành công vụ, chống lại một quyết định giải tỏa đất của chính quyền. Sau cuộc tập kích trong đêm, Đồng Tâm tiếp tục bị phong tỏa. Ba viên sĩ quan công an thiệt mạng sau khi bị rớt xuống giếng trời trong nhà dân. Ngay lập tức được Chủ tịch nước truy tặng huân chương, lực lượng công an phát động phong trào học tập gương hy sinh của ba chiến sĩ rơi xuống giếng. Đối với rất nhiều người, rất khó tin được biến cố thảm khốc này lại xảy ra trong một thời kỳ mà Việt Nam đang cố gắng hội nhập để thế giới dân chủ phát triển. Đúng vào thời điểm Việt Nam đảm nhận chức vụ Chủ tịch Luân phiên của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, cũng đúng vào ngày 9 tháng 1 này, Liên Hợp Quốc thảo luận về dự thảo tuyên bố tôn trọng hiến pháp hiến chương Liên Hợp Quốc nhằm duy trì hòa bình và an ninh quốc tế do Việt Nam chủ trì. Tuyên bố nhận được sự ủng hộ kỷ lục của các thành viên Liên Hợp Quốc. Tâm sự của tiến sĩ kinh tế học Nguyễn Ngọc Chu có lẽ thay cho tất cả nhiều người. Mấy lần ngồi xuống để viết về Đồng Tâm mà không thể nghẹn ngào trào lên, đau xót. Phải để lắng đi một tuần mới lấy lại được chút tính tâm. Tranh chấp 59 hectare đất đồng xanh ở Đồng Tâm là tranh chấp kinh tế dân sự, nhưng nó lại được giải quyết bằng súng đạn vào đầu thế kỷ 21 rồi mà cuộc tranh chấp kinh tế dân sự lại phải mở cuộc hành quân cả ngàn cảnh sát cơ động với vũ khí làm phương tiện giải quyết, dẫn đến 4 người thiệt mạng thì thật là đau xót. Trong khi cuộc tấn công 22 quả tên lửa của Iran không làm cho một người lính Mỹ nào bị thiệt mạng, nghĩ đến cái chết của 4 người ở thôn Hoành trong đêm 9 tháng 1 năm 2020 mà nước mắt trào ra. Lẽ ra họ đã không phải chết. Bài ca Đồng Tâm đừng để oan oan tương báo. Cố tạo ra cái vực thẳm ngăn cách giữa chính quyền và dân ư. Tôi thực sự không hiểu họ nghĩ gì. Họa sĩ Lê Quảng Hà. Đốt lò để lấy lại niềm tin của dân rồi lấy nước mắt căm hờn của dân cho tắt ngấm cái lò đáng nể ấy. Lú hay Minh? Nhà văn Nguyễn Quang Lập. Đốt lò là cụm từ của Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước và lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam dùng để thanh trừng tham nhũng trong nội bộ đảng. Lú là một biệt danh mang tính khinh thị và nhiều người dùng để chỉ lãnh đạo của đảng. Nhận xét trên đây của một Facebooker có tóm lược rõ ý nghĩa chấn động của cuộc can thiệp thảm khốc có thể đã xóa đi nốt chút ảo tưởng cuối cùng của nhiều người trong xã hội Việt Nam, vẫn còn giữ một chút niềm tin tưởng mơ hồ vào sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng. Nhân dân Đồng Tâm tuyệt đối tin tưởng vào chính sách và đường lối của Đảng và nhà nước là một trong những khẩu hiệu tranh đấu của dân làng Đồng Tâm. Suốt hơn 20 năm qua, có 1.000 cách để tháo gỡ ngòi nổ Đồng Tâm trong hòa bình, trong tình đồng bào. Nhưng chính quyền đã lựa chọn giải pháp dùng sức mạnh của công cụ chuyên chính. Họ chỉ không tính được rằng sau cú hạ sát kẻ cầm đầu,
thì chính kẻ đó nay đã trở thành bất tử trong ký ức hàng triệu người dân Việt Nam, đó là cụ Lê Đình Kình. Ngọn lửa Lê Đình Kình đang sáng chói, cái chết của cụ đã vạch mặt sự dã man tàn bạo của chế độ Cộng sản Việt Nam. Cái chết của cụ không vô ích, cụ chết đi để cho những người dám vượt qua nỗi sợ hãi để sống cho ra một con người. Về các nguyên nhân đã dẫn đến can thiệp thảm khốc ở Đồng Tâm, nhiều người cho rằng sẽ phải hàng chục năm nữa vụ thảm án này mới có thể được làm sáng tỏ. Tuy nhiên, không có gì cản trở nhiều giả thiết được nêu ra, nhà báo Võ Văn Tạo đặc biệt lưu ý đến hai nguyên nhân chính, một nguyên nhân xa và một nguyên nhân trực tiếp. Để dẫn đến sự kiện này, cái quan trọng nhất theo tôi là sự kiện ngày 15 tháng 4 năm 2017. Để chống lại việc nhà nước đem lực lượng vũ trang vào đàn áp người dân thôn Hoành, xã Đồng Tâm. Như người ta nói, con run xéo mãi cũng ngoằn. Họ nổi khùng lên đã bắt 38 cán bộ chiến sĩ cảnh sát cơ động, trong đó có cán bộ huyện nữa làm con tin. Họ đòi ông Chủ tịch Hà Nội hoặc cấp trên nữa phải về đối thoại với nhân dân để giải quyết dứt điểm chuyện đồng xanh. Từ lúc nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa ra đời và từ sau năm 1975, nước Cộng Hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam cũng do Đảng Cộng sản Việt Nam cai trị thì chưa có một vụ nào mà người dân táo gan làm như thế. Nếu để ý kỹ đến vụ này mới thấy người dân Đồng Tâm đã đối xử rất tốt với các cảnh sát cơ động trong thời gian bị bắt làm con tin. Đến khi thả ra, những người bị bắt làm con tin không giận mà chắp tay vái lạy, nghĩa là đội ơn người dân Đồng Tâm. Trong những ngày đó, người dân Đồng Tâm đối xử rất tử tế, nuôi nấng rất đàng hoàng, đối xử rất tình cảm với anh em. Nhưng với thế lực diều hâu, bảo thủ trong Đảng và nhà nước Việt Nam, sự biến đó là một cái tát vào mặt Bộ Chính trị và không thể chấp nhận được. Họ sẽ tìm cách trả thù khi có dịp. Về mặt thời điểm, trên mạng có một số người đưa ra giải thích thế này, tôi cũng thấy có lý. Khi lữ đoàn được giao quản lý dự án sân bay Miếu Môn ngày xưa, người ta quyết định xây tường rào, người ta chỉ bảo vệ 47 hectare trước đây đã được quy hoạch vào sân bay. Bức tường được khởi công hồi giữa năm 2018, còn phần còn lại là 59 hectare bên ngoài họ không xây tường. Việc này sẽ làm lộ ra chuyện chính quyền Hà Nội nhập nhèm chuyện 59 hectare. Cụ Kình cũng không che giấu gì, cụ có đầy đủ tài liệu để chứng minh số đất này là đất nông nghiệp của xã, chứ không phải là bên quốc phòng. Trong một phát biểu hồi tháng 5 năm 2019, đại biểu Quốc hội Việt Nam ông Dương Trung Quốc cũng ghi nhận, cốt chân asin của chính phủ trong vụ Đồng Tâm là không đưa ra được bản đồ. Cụ Kình là một người dân thông thái, mẫn tiệp, cụ là một nhân chứng sống, tuổi thọ cao, lại có uy tín nữa, lại có tài liệu để chứng minh, cho nên người ta cố tình càng sớm càng tốt, giết người bịt khẩu. Tôi nghĩ rằng chuyện bắt sống đâu có gì khó, chỉ cần một quả đạn hóa học bắn vào nhà cụ Lê Đình Kình thôi, hơi cay làm cho mọi người mê man hết. Tại sao họ không làm như thế? Rõ ràng là họ cố bắn cho chết, đây là tội cố sát. Hành động vì đồng tâm, tìm công lý cho các nạn nhân ở cả phía người dân và cả phía công an. Tại Việt Nam, trong lúc chính quyền tìm mọi cách bưng bít thông tin, có nhiều nỗ lực từ phía xã hội để làm sáng tỏ sự thực, nhóm hành động vì đồng tâm được thành lập ít ngày sau vụ việc này đã hoàn thành một bản báo cáo sơ bộ bằng tiếng Anh gửi đến cộng đồng quốc tế. 7 ngày sau vụ án, báo cáo dài 28 trang thuật lại ngọn ngành cuộc chiến pháp lý của người dân Đồng Tâm và vụ can thiệp ngày 9 tháng 1 năm 2020. Nhóm hành động vì Đồng Tâm cũng kêu gọi mọi người tham gia đóng góp phổ biến thông tin, bảo vệ các nhân chứng, đấu tranh nhằm phục hồi công lý. Nhóm hành động vì Đồng Tâm cho biết những khó khăn của việc thu thập bằng chứng, trong đó có việc xuất từ vụ tấn công vào đêm mùng 8 dạng 9 tháng 1 năm 2020 đến nay. Nhà cầm quyền vẫn đang bao vây làng Đồng Tâm, cắt điện, cắt internet. Theo một thông tin trên mạng Facebook thì chính quyền đã thành công trong việc gây sức ép buộc Facebook phải xóa bỏ nhiều video và bài đăng về sự kiện Đồng Tâm. Còn đội ngũ dư luận viên đã khiến cho nhiều tài khoản Facebook bị ngừng hoạt động thông qua các chiến dịch tấn công phối hợp. Như mọi người đều biết,
Một chiến dịch quy mô lớn với một lực lượng hùng hậu được chuẩn bị chu đáo đến từng chi tiết nhằm tập kích vào thôn Hoành, xã Đồng Tâm đã xảy ra vào sáng ngày 9 tháng 1 năm 2020, gây sự bất ngờ đến ngỡ ngàng của tất cả mọi người dân trong và ngoài nước. Kết quả đau lòng đã để lại cho cả hai bên là cụ Lê Đình Kình bị sát hại bằng nhiều phát đạn ngay tại nhà riêng của mình và ba chiến sĩ cảnh sát cơ động hy sinh do trượt chân ngã xuống giếng trời sâu 4 mét. Vậy đâu có lý do và nguyên nhân chủ yếu cho cuộc tập kích bất ngờ của chính quyền vào Đồng Tâm? Hay nói một cách khác đi, cuộc tập kích trên nhằm mục đích gì và để đạt mục tiêu chính là gì? Mục tiêu chính là phải tiêu diệt bằng được cụ Lê Đình Kình, tịch thu bằng hết hồ sơ tài liệu chứng cứ mà đương sự đang cất giữ, bắt bằng hết nhóm Đồng Thuận Đồng Tâm, đồng thời phá hủy tan tành ba ngôi nhà liền kề của đại gia đình Lê Đình Kình để làm gương cho những kẻ khác. Đây có phải là mệnh lệnh từ thượng cấp, đồng thời cũng là mục đích mà mục tiêu chủ yếu của tập kích vào thôn Hoành, xã Đồng Tâm vào rạng sáng ngày 9 tháng 1 năm 2020 không? Nhóm Đồng Thuận hình thành vào năm 2014, ban đầu chỉ gồm 10 người, chủ yếu là đảng viên, trong đó có 3 đảng viên lão thành làm lòng cốt do cụ Lê Đình Kình đứng đầu. Từ khi ra đời cho đến nay, nhất là sau biến cố Đồng Tâm từ ngày 15 đến ngày 22 tháng 4 năm 2017, nhóm này chủ trương đấu tranh ôn hòa thông qua các kiến nghị và cầu kêu cứu gửi đến lãnh đạo đảng và nhà nước các cấp từ địa phương đến trung ương. Sách lược đấu tranh của họ là tuyên bố ủng hộ công cuộc đấu tranh chống tham nhũng do Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng phát động, đồng thời họ cũng dương cao các khẩu hiệu chống tham nhũng của đảng và nhà nước, đặc biệt coi tham nhũng là giặc nội xâm để tập hợp và đoàn kết người dân. Nhóm này luôn khẳng định họ không chống đảng và nhà nước, họ chỉ chống tham nhũng và có nhóm lợi ích Đảng Cộng sản Việt Nam mà họ gọi là giặc nội xâm trong đảng. Tôi đã nhiều lần về Đồng Tâm tiếp xúc với cụ Kình, trao đổi và tâm sự với tôi về cách hóa giải mâu thuẫn trong xã hội, cụ thể là cuộc khủng hoảng Đồng Tâm, cụ xác quyết 3 nguyên nhân sau. Một là dứt khoát phải loại bỏ sử dụng vũ lực, cụ nói. Vũ lực chỉ nên sử dụng với kẻ thù khi không còn đường nào khác. Tuyệt đối không bao giờ dùng vũ lực để chống lại nhân dân. Bạo lực sẽ đẻ ra bạo lực, đó là quy luật và hậu quả tất yếu. Hai là con đường pháp lý kiện ra tòa bao giờ cũng tốt hơn bạo lực, song chỉ nên dùng đến nó khi phương thức đối thoại và hòa giải bị thất bại. Ba là phải đối thoại, hòa giải, mâu thuẫn và bất ổn trong xã hội đều có thể được hóa giải thông qua đối thoại hòa giải. Nhưng đối thoại phải thực tâm và phải nghiêm túc thực thi những điều đã thỏa thuận. Đây là nguyên tắc tối thượng. Ba nguyên tắc xuyên suốt này được thể hiện rất rõ trong tâm thư của người dân Đồng Tâm gửi Hội nghị Trung ương 7 Đảng Cộng sản Việt Nam ngày 15 tháng 4 năm 2018 và gửi chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Quốc hội ngày 28 tháng 5 năm 2018. Dẫn lại ý kiến trên, tôi muốn nhấn mạnh cụ Lê Đình Kình luôn chủ trương con đường ôn hòa, phi bạo lực, đồng thời phủ nhận quan điểm và cách đưa tin một chiều của báo chí lề phải, vu oan cho nạn nhân là người cầm đầu nhóm chống đối, chủ trương bạo lực, bắn, chết, nhưng trên tay của cụ Kình vẫn còn một quả lựu đạn. Cụ Lê Đình Kình đã nhiều lần tuyên bố trước báo giới, cho dù có bị chặt đầu, tôi vẫn khẳng định 59 hectare đất ở cánh đồng sân là đất nông nghiệp. Cụ nói trong tay cụ có đầy đủ hồ sơ, tài liệu, giấy tờ chứng minh cho lời khẳng định trên. Việc tranh chấp 59 hectare ở cánh đồng xanh bắt đầu từ cuối năm 2016, nhưng cho đến nay, Bộ Quốc phòng và Viettel chưa hề lên tiếng, chỉ có Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội tuyên bố đấy là đất quốc phòng. Đây là một uẩn khúc mà chỉ có Viettel và Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội là biết rõ. Việc tranh chấp này chắc hẳn liên quan đến văn bản hợp tác đầu tư được ký kết giữa Tập đoàn Viettel và Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội ngày 4 tháng 6 năm 2016. Theo đó, Ủy ban Nhân dân Hà Nội có trách nhiệm tháo gỡ khó khăn trong việc giải phóng mặt bằng tại huyện Mỹ Đức để xây dựng nhà máy sản xuất. Theo tôi, nếu thành phố Hà Nội thực tâm thì sao họ không ra quyết định thu hồi diện tích 59 hectare đất nông nghiệp nói trên rồi giao cho Viettel sau khi đã thỏa thuận đền bù thỏa đáng cho người dân?
Tôi nghĩ người dân sẽ vui lòng chấp nhận trên cơ sở quyền lợi của họ được bảo đảm. Nhóm đồng thuận lấy tư gia của cụ Lê Đình Kình làm địa điểm tổ chức những cuộc họp thường kỳ hàng tháng, có livestream phát trực tiếp tại chỗ với chủ đề chống tham nhũng. Các buổi sinh hoạt livestream này được lưu qua ứng dụng YouTube. Do đó, không chỉ người dân trong nước có thể xem trực tiếp mà đông đảo bà con Việt Kiều trên thế giới, ai không có điều kiện theo dõi trực tiếp thì có thể theo dõi qua YouTube. Các buổi sinh hoạt thường kỳ này luôn được đông đảo bà con trong xã hưởng ứng, tìm đến tham dự. Buổi ít nhất cũng đến cả trăm, nhiều thì lên cả ngàn người có mặt. Và luôn có hàng chục ngàn người xem trực tiếp qua livestream mỗi buổi và hàng trăm ngàn lượt người xem qua ứng dụng của YouTube sau đó. Dư luận cho rằng Đảng Cầm Quyền vô cùng căm tức và run sợ. Họ không thể chấp nhận sự tồn tại của nhóm này, cũng không để cho nhóm tiếp tục do tự do hội họp, tự do bày tỏ chính kiến. Họ nhận định đích thị đây là một tiền lệ rất nguy hiểm và manh nha dẫn đến đa nguyên đa đảng. Do vậy, phải bằng mọi cách tiêu diệt bằng được cụ Lê Đình Kình, thủ lĩnh tinh thần và bộ óc của nhóm đồng thuận đồng tâm, và bắt sống bằng hết các thành viên khác. Vậy cho nên mới có cuộc đánh úp giết hại dã man một đảng viên là cụ Lê Đình Kình và bắt đi trái pháp luật gần 30 công dân khác vào rạng sáng ngày 9 tháng 1 năm 2020. Còn nhớ cách đây hơn 2 năm, sáng 15 tháng 4 năm 2017, họ lừa cụ Kình ra cánh đồng xanh, bảo cụ chỉ mốc giới. Trên đường ra về, bất ngờ một nhóm người từ trong xe phục sẵn nhảy xuống đạp cụ gãy xương đùi, quẳng cụ lên xe như quẳng một con vật, khóa quặt hai cánh tay cụ bằng còng số 8 rồi nhét rẻ vào mồm và cứ thế cho xe chạy thẳng 50 km về số 7 Thiền Quang, Hà Nội. Mặc cho cụ kêu la vì đau đớn, mãi 3 ngày sau họ mới đưa cụ lên bàn mộ để cấp cứu. Một tháng sau, khi xuất viện về nhà, cụ đã công khai tố cáo đích danh 4 chiến sĩ cơ quan lực lượng vũ trang có danh tính cấp bậc đầy đủ, cố tình tìm cách thủ tiêu cụ nhằm diệt khẩu, bịt đầu mối, nhưng bất thành. Kể từ đó, tên tuổi cụ càng được giới đấu tranh giữ đất của bà con đồng tâm trở nên nổi tiếng, được dư luận rộng rãi trong nước và cộng đồng quốc tế biết đến và kính phục. Cụ được coi là lãnh đạo tinh thần của bà con đồng tâm với câu nói bất hủ, phải giữ đất cho dù có hy sinh đổ máu. Kể từ đó, nhóm đồng thuận do cụ Lê Đình Kình lãnh đạo chứng tỏ tổ chức các cuộc họp thường kỳ tố cáo hiện trạng tham nhũng đất đai ở địa phương, cùng đích danh các chức vụ chùm sò và các nhóm lợi ích trong đảng. Hỏi làm sao Đảng Cầm Quyền không căm tức và lo sợ. Thế là lệnh trên truyền xuống bằng mọi giá phải tiêu diệt kẻ đứng đầu và bắt cho bằng được cho hết các thành viên của nhóm đồng thuận, không để chúng tiếp tục tổ chức thêm các buổi họp nào nữa. Buổi họp hôm ngày 23 tháng 12 năm 2019 phải là buổi họp cuối cùng. Ngoài hình thức tụ tập đông người không phép đã là vi phạm pháp luật, chưa nói đến chuyện xúc phạm uy tín của lãnh đạo đảng và nhà nước, nên phải coi đây là điều cực kỳ nghiêm trọng. Đó chính là mầm họa hết sức nguy hiểm, phải diệt ngay từ trong trứng nước. Nếu không, sẽ dẫn đến tiền lệ rất nguy hiểm, tiềm ẩn cho một nguy cơ hiện hữu là xã hội sẽ bùng phát, tự diễn biến, tự chuyển hóa để nhanh chóng trở thành một xã hội đa nguyên đa đảng, khởi sự từ làng quê có tên Đồng Tâm này. Vậy nên, sự việc tang thương và đẫm máu xảy ra ở thôn Hoành, xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức, thành phố Hà Nội. Vào 4 giờ sáng ngày 9 tháng 1 năm 2020, khi mọi người đang chìm sâu trong giấc ngủ và chỉ còn nửa tháng nữa là đến Tết Nguyên đán Canh Tý, bạo lực đã đến, máu đã đổ, đưa đến một kết cục khiến toàn xã hội phải ghê sợ. Tôi khẳng định Đảng Cộng sản Việt Nam đã sai lầm cực kỳ nghiêm trọng khi quyết định sử dụng bạo lực thay cho đối thoại ôn hòa hoặc tranh tụng pháp lý trước tòa, dẫn đến một kết cục đẫm máu cho cả hai phía, gây chia rẽ trong xã hội và làm ly tán lòng dân. Thử hỏi, 96 triệu dân Việt Nam, nhất là 4 triệu rưỡi đảng viên và rất nhiều kiều bào ở nước ngoài, từ nay có còn tin vào chính sách đại đoàn kết, hòa hợp, hòa giải dân tộc của đảng nữa hay không? Khi đảng đã ra tay sử dụng vũ lực để giết hại người dân ngay trong thời bình qua vụ thảm sát Đồng Tâm này, có thể thấy rõ câu trả lời là không.
Họ có thể đã đạt được điều họ muốn, đã tiêu diệt được kẻ trừ mưu, rắn đã bị đánh dập đầu. Từ nay sẽ vĩnh viễn không còn buổi họp thường kỳ của nhóm đồng thuận được tổ chức trong ngôi nhà này nữa. Cũng với chính mục đích và mục tiêu như vậy nên họ mới ra tay hủy hoại tan hoang nhà cụ Lê Đình Kình đẫn tư gia của hai người con trai, cướp và mang đi mọi tài sản giá trị trong ba căn nhà này như tivi, tủ lạnh, máy tính, vân vân, cho đến chiếc ô tô mới mua của cháu Lê Đình Uy đăng ký mang tên vợ là Nguyễn Thị Duyên, đặc biệt là chiếc tủ gỗ mà bên trong cất giữ một lượng lớn tiền mặt mà gia đình dành dụm được trong những năm qua, cùng hồ sơ tài liệu văn bản chứng cứ cụ Kình lưu giữ hàng chục năm nay về mảnh đất Đồng Xanh. Sự tàn ác dã man đã đạt đến đỉnh điểm mà ngay chính các thành viên trong ba ngôi nhà này khi được thả về đã lo hậu sự cho cụ Kình, không còn thể nhận ra đây là căn nhà mà chỉ vài hôm trước họ đã từng sinh sống. Sao các người có thể tàn ác như vậy với đồng chí của mình, một đảng viên chưa hề bị kỷ luật đảng, một công dân chưa có tiền án tiền sự và chưa bị kết án là tội phạm trước bất cứ tòa án nào? Đây chính là sự tàn độc, dã man, thú tính, không còn tính người.